đang cho thuê cái nhà đường Trường Chinh nữa. Vâng. Cũng được 16-17 triệu một tháng. Đủ hết cả các loại tiền giả hết rồi. Cho nên là mình không phải lo. Thực ra ký hợp đồng thì 18 triệu nhưng mà nó lại xin mất 2 triệu. Vâng. Thế là môi giới. Không phải, cái không phải bọn nó cũng là cái văn phòng mà. Đấy, bọn nó xin 2 triệu mà thuế má chúng nó chịu hết. Nó đi nó làm thuế hết cho mình. Thế là mình còn 16 triệu rưỡi thì phải. Em phải trả qua thẻ anh. Nó giả tiền qua thẻ của ông Phúc. Vâng. 6 tháng một lần. Vâng. Thế là Phúc cai quản hết, chi hết các loại. Tiền ăn, tiền rỗ, rồi tiền làm hết các thứ. Đủ tiền. Một tháng là đủ. Thế mình cái khoản đấy mình không phải lo nữa. Lo đi chơi thôi. Có vẻ mưa đấy nhỉ. Báo mưa đấy nè. Quán là ngon ngon là nó rủ đến. Có kia đây. Người bọn bạn bây giờ rủ đi uống bia là không đi. Gần như rất ngại. Nhưng chung bây giờ anh ở bên đấy thì bên nào? Nhưng mà nó nghỉ hưu non rồi. Vợ nuôi rồi. Xong nó lại làm một cái nhà bên đảo Ship. Mua bên này. Thỉnh thoảng qua. Thảo Ship lên đến nước Ship đây. Châu Âu. Cái đợt này mẹ đẹp mất lắm, cái đấy đẹp lắm nào qua đợt, đấy xem. Đợt mẹ mất anh ấy chở em đi làm thủ cái giờ đấy. Anh mua GL hơn ba cây, con GL đây GL Lam ấy. Bây giờ nó đi Toyota vợ đi cái mẹ. Bây giờ. Phúc với con Bông về đấy làm ấy chứ. Hai đứa nó có chịu đâu, nó không về. Làm ở đấy luôn. Ngân hàng cũng có cổ phần đúng không? Ừ, ngân hàng cổ phần rất là lớn. Mà nó nằm ngay chỗ Trần Đạo này. Là đúng cái tòa nhà Bông cũng đang làm ở đấy, thế là cứ gặp nhau chật chép. Bọn nó làm ăn được. Cho vay tiền để mua nhà thoải mái. Con cái anh bên đây hết anh nhỉ? Con cái nó học ở Anh. Bây giờ thì nó học, đứa nó về thì nó về làm Việt Nam nó thấy chán quá, lương thì thấp. Anh hai đứa đúng không em? Hai đứa gái. Ông anh dưới đấy quá khổ. Dũng ấy. Ừ, đúng rồi, Dũng đây. Ui giời, bà vợ bảo suốt ngày thì đi bán rau về. Bây giờ tôi cần chở rau về vẫn ấy, rau muống này, cứ mang Dũng cái mẹt chở xe. Dũng kỹ sư đấy. Dũng C50 ngày xưa đây em. Dũng học ở tàu về đấy. Dũng ấy, Dũng là bà vợ bán suốt ngày đi bán rau chở cái xe chở cái mẹt rau em. Anh Hằng Trung mà. Anh Trung làm C50. Nhà đấy đông anh em lắm. Nó có hợp thể.